Xin chào các anh chị. Sau phiên giao dịch ngày hôm nay thì ngày 23 tháng 3 là một phiên mà thị trường có thể nói là vượt kháng cự không thành. Thì chúng ta thấy rằng là sau khi những cái giai đoạn phục hồi của thị trường hôm nay có một phiên giảm điểm vào cuối phiên. Và cái chiến lược của chúng ta nên tiến hành như thế nào? Thì đó là những cái nội dung mà chúng ta cần phải chuẩn bị trong những cái giai đoạn thị trường tiếp theo. Đó là những cái nội dung mà mình sẽ trao đổi với anh chị trong nội dung video hôm nay. Thì về cái thanh khoản hôm nay chúng ta thấy là về mức đầu tiên nó nhiều anh chị nhé, 32.000 hơn 32.000 tỷ ở đây. Và sự mức độ biến động của chỉ số chúng ta thấy rằng là nó cũng không được là tốt đẹp lắm, đúng không ạ? Nó cũng không được như ý. Thì phiên sáng kéo lên rất ok, và sáng phiên chiều nhá, bắt đầu một cái đà bị áp lực bán ở cái vùng 1.500 cộng trừ á, thì rõ ràng là áp lực bán nó nhiều hơn, do đó thị trường đóng cửa ở 1.502. Như vậy thì nó là vẫn đang nằm trong một cái vùng tích lũy, vùng vùng kháng cự dài. Thì tí nữa mình sẽ nói về mức độ giảm điểm thì nó không nhiều, nhưng mà đấy cũng là một trong những cái yếu tố và cái nội dung ở đây. Thì tí nữa mình sẽ trình bày với anh chị rằng là đấy là những cái nội dung mà chúng ta cần phải lưu ý trong những giai đoạn sắp tiếp theo cho thị trường cũng như là nhóm ngành cổ phiếu. Thì nó cũng tùy vào thị trường thôi, tùy vào có nhóm cổ phiếu là chủ yếu anh chị. Còn vì sao chúng ta cũng phải quan tâm đến thị trường? Bởi vì là hầu hết cả cổ phiếu nó liên quan đến thị trường chúng rất nhiều, hầu hết anh chị. Bởi vì chúng ta biết rằng là thị trường nó cấu thành từ các nhóm ngành cổ phiếu, và khi trong một cái tâm lý thị trường mà có giảm điểm thì rõ ràng là cái áp lực, cái tâm lý của nhà đầu tư là cũng thiên về chiều hướng bán là nhiều, dẫn đến là hầu hết cả cổ phiếu nó giảm điểm. Tuy nhiên thì trong cái thị trường mà khi những giai đoạn giảm điểm á, thì nó cũng có những cổ phiếu tăng, nhưng mà số lượng cổ phiếu như vậy thì nó cũng không nhiều. Đó là những cái nội dung mà anh chị cần lưu ý. Còn cái tâm điểm của phiên hôm nay thì chúng ta thấy rằng là thị trường chúng nó cũng về mức độ giảm điểm thì nó cũng không nhiều đâu anh chị. Về chỉ số VN đây thì nó giảm 0,1% và đóng cửa là gần như thấp nhất phiên. Và cái khối lượng hôm nay thì nó không lớn bằng so với phiên hôm qua. Tuy nhiên thì phiên hôm nay chúng ta thấy rằng là khối lượng nó khá lớn, và đặc biệt là áp lực bán từ phiên chiều, sáng phiên chiều thì nó bán nhiều hơn. Vậy thì cái chiến lược trong cái giai đoạn này chúng ta thấy rằng là những cái giai đoạn đấy anh chị này, cái vùng này này, cái giai đoạn này đấy anh chị thấy rằng là đấy là những giai đoạn là có thể nói là đỉnh ở giai đoạn này ạ. Thì sau khi sự vượt đỉnh ở đấy á, và vượt đỉnh đấy không thành, thì thị trường có sự rũ bỏ đấy rất là mạnh. Và thị trường sau quá trình rũ bỏ với khối lượng lớn ở đấy thì nó có quá trình cân bằng phục hồi ở đây, đi lên ở đây, và đi lên ở đấy thì chúng ta thấy rằng là khối lượng ở đấy thì nó cũng không được cải thiện, dẫn đến là có nhiều phiên kéo lên nhưng không thành công cái gì nhá. Ở đây anh chị đếm anh chị thấy ở đây là có hai phiên ở giai đoạn này, chúng ta thấy rằng là có hai phiên kéo lên, và sau khi hai phiên kéo lên ở đây không thành thì đó là thị trường rũ xuống tiếp, và rủ xuống tiếp thì sau đó nó có quá trình cân bằng. Và những cái phiên một phiên kéo, hai phiên kéo cũng không thành, và sau hai phiên kéo không thành thì có quá trình cân bằng rung lắc ở đấy, và rung lắc ở đấy thì nó sẽ rủ tiếp. Đấy, giai đoạn gần đây chúng ta biết rồi, và nó đào cùng giai đoạn này tiếp theo. Vậy thì thị trường tiếp theo sẽ thế nào? Về cái yếu tố thị trường á, thì quan điểm của mình rằng là thị trường sẽ cân bằng ở vùng 1.500 cộng trừ đấy anh chị, là rất cao. Tuy nhiên ở giai đoạn mà 1.500 cộng trừ này nó sẽ có những cái phiên, và khả năng nó sẽ lấp lại cái gap này là theo quan điểm của mình anh chị nhé, khả năng để thị trường lấp lại cái gap này trong những cái phiên sắp tới ấy, là cũng gần đây nhỉ, có thể là tuần này hoặc là tuần sau, thì khả năng có lấp gap phiên này là rất rất lớn, khả năng lấp gap là rất lớn đấy, trên 80%. Quan điểm của mình là trên 80%. Sau quá trình lấp gap này thì thị trường sẽ kéo lên, tiếp tục cái những quá trình kéo lên ở đây, tức là nó diễn biến ở giai đoạn tiếp theo sau này á, thì nó cũng khá tương đồng ở giai đoạn này. Vì sao nó khá tương đồng? Bởi vì đấy là một vùng kháng cự rất là mạnh của thị trường. Vì sao sinh ra vùng kháng cự? Tức là lên đây thì gọi là tâm lý chốt lời của các nhà đầu tư, và tâm lý hạn chế mua của các nhà đầu tư là vùng này rất lớn. Đó là chúng ta đang nói trong cái bối cảnh là nhá, tổng thể anh chị nhá, đang nói trong một cái xu thế tổng thể chứ chưa nói vào từng cổ phiếu. Thế đó là cái tâm lý tạo ra một cái kháng cự ở đây. Và rõ ràng anh chị biết rằng là những cái giai đoạn này thì quá trình rung lắc ở đấy sẽ là giai đoạn tiếp theo, tức là nó sẽ thế này anh chị, nó sẽ có thể khi nào lập cái gap này thì chúng ta chưa biết, chúng ta không đoán được, nhưng mà khả năng là lập cái những cái vùng gap này là rất cao. Khi nào mình chưa biết anh chị nhá, có thể là phiên mai, phiên ngày kia, phiên ngày nào chúng ta chưa biết, nhưng mà khả năng để lập gap sau đó nó sẽ kéo xuống, lập gap rồi là kéo lên kiểu thế này, kiểu thế này, cùng giống như cái giai đoạn này đấy, và quá trình này kéo dài, khả năng sẽ kéo dài anh chị, khả năng sẽ kéo dài. Bởi vì đây là một vùng kháng cự rất lớn, và trong một cái bối cảnh hiện nay chúng ta thấy rằng là để nói với dòng dẫn dắt á, thì có thể nói là rất khó.
Mình nhìn quá thì mình xem cũng rất nhiều, và mình theo dõi phiên giao dịch trong phiên, thì đó cái thời gian giao dịch từ đầu phiên cuối phiên mình theo dõi rất kỹ. Nhưng thực tế đó là cái giai đoạn này tìm một cái vòng dẫn dắt là gần như có thể nói là chưa có một dòng nào có thể đủ sức mạnh để vượt một cái 10.000 vùng kháng cự này anh chị này. Ngoài ra chúng ta chưa nói đến cái vùng này đâu, chúng ta chưa nói đến cái vùng này đâu anh chị này. Cái vùng này, này. Đấy thì còn nếu như anh chị mà để tham gia nó vượt đỉnh quay lại test để cân bằng tham gia sau á, thì mình nghĩ nó cũng hơi lãng phí. Lãng phí là thế nào? Bởi vì trong cái giai đoạn thị trường đi ngang rũ bỏ, nó sẽ có những giai đoạn để chúng ta tham gia những cổ phiếu nó vẫn ok. Đấy, tức lên giai đoạn ở đấy thì chúng ta cùng với giai đoạn ở kịch bản sau này á, thì anh chị lưu ý rằng nó có thể có những giai đoạn rung lắc ở đấy rất là mạnh. Và rung lắc ở đấy rất mạnh thì chúng ta sẽ đưa ra một chiến lược như thế nào? Đấy, thì chúng ta cần phải hiểu rằng là nếu những cổ phiếu đã lên cao và anh này chỉ là có một cái lợi nhuận ok, thì khi gặp những vùng kháng cự, đấy, đối với mình đang nói chung anh chị nhá, thì chúng ta nên chốt hạ bớt 1 phần 2 hoặc 1 phần 3. Đấy, đó là kiểu như vậy. Rồi là hoặc là những cổ phiếu mà anh chị mà nó đã đang còn rung lắc, đang còn tạo nên, thì anh chị cũng cần phải có một cái điểm vào nó hợp lý an toàn. Đấy, để làm thế nào chúng ta hạn chế tối đa những cái rủi ro có thể xảy ra. Đấy, đó chúng ta cần lưu ý như vậy. Đối với thị trường chúng ta không đoán, nhưng mà chúng ta cũng đưa ra kịch bản như thế này. Mình xây dựng kịch bản như thế này, khả năng để cân bằng ở đấy và rũ bỏ, có những giai đoạn rũ bỏ giống như giai đoạn này rất là mạnh ở đây, thế là rất là dễ xảy ra. Đấy, chỉ cần lưu ý như vậy. Đấy, còn nếu nó vượt thì chúng ta sẽ tính sao, nhưng khả năng để vượt những vùng này thì theo quan điểm của mình là có thể nói là giai đoạn này trước họ. Đấy, trước họ anh chị nhá. Đấy, đó về thị trường. Còn lướt qua các nhóm ngành thì chúng ta thấy rằng là hôm trước mình có hướng dẫn anh chị làm mà xem cái video cuối tuần vừa rồi á, thì mình cũng đã làm video để hướng dẫn anh chị mua cả cổ phiếu như dòng thép hoặc là dòng dòng dầu khí. Bởi vì quan điểm của mình hiện nay chúng ta thấy rằng là hầu hết thì nói với tổng thể thì hiện nay có hai ngành, có thể là hai dòng có thể tham gia được, nhưng chúng ta cần phải chờ đợi, đó là cả cổ phiếu dòng thép và cả cổ phiếu dòng dầu khí, đặc biệt là chú ý đến dòng dầu khí. Đấy, thì video cuối tuần mình làm thôi, nhưng bây giờ mình sẽ nói quá một tí. Còn sau đó thì nội dung cuối cùng của video thì mình sẽ gửi tặng anh chị một số cổ phiếu. Có lẽ mình làm nội dung đó trước luôn anh chị. Nội dung một số cổ phiếu anh chị có thể theo dõi trước. Mình làm luôn anh chị nhá. Rồi ví dụ như cổ phiếu đầu tiên nó là ACV anh chị. Chúng ta lưu ý rằng là với những giai đoạn mà khi thị trường thế nào thì chúng ta lúc này mình nói rồi. Còn ở đấy chúng ta thấy rằng là những cái giai đoạn nó xác định dòng tiền lớn vào anh chị này. Đây này. Đấy, một cái giai đoạn thị trường xác định dòng tiền lớn vào. Khi dòng tiền lớn vào nó vượt đỉnh không thành thì có trình rũ bỏ tiếp. Và rũ bỏ sóng thì nó cũng có giai đoạn vượt đỉnh tiếp theo. Và những cái giai đoạn này nó cũng như khối lượng nó lớn và quá trình rung lắc ở đấy cũng nhiều, thì thị trường có quá trình rũ bỏ. Và ở đấy thì anh chị lưu ý rằng là những giai đoạn này chúng ta thể test lại khối lượng nhỏ. Đấy, test lại khối lượng nhỏ ở đây rồi. Thì những cổ phiếu này anh chị vẫn có thể cánh để anh chị mua được ở cái vùng giá này anh chị nhé, ở vùng giá này. Ở vùng giá hiện tại là hôm nay đóng cửa ở 89.600 đồng. Đấy, thì anh chị có thể lấy được. Nhưng mà mình cũng cảnh báo luôn đó, trước khi những cái cổ phiếu mình đưa ra thì anh chị cũng lưu ý rằng là đấy là những quan điểm phân tích của mình. Anh chị tham khảo để có thể là áp dụng vào đầu tư hoặc là có thể tham khảo cân nhắc trong việc mua bán. Còn mà việc mua bán á, thì rõ ràng là việc lãi lỗ trong phiên là hoặc là lãi lỗ khi liên quan đến tài sản của anh chị, thì anh chị phải chấp nhận những cái rủi ro có thể xảy ra. Còn nếu cảnh báo rủi ro rồi thua lỗ cổ phiếu này á, thì nó có thể về vùng 86 88 anh chị nhé. Đấy. Tức là khi thị trường chứng xấu hoặc là rung lắc thì đó nó có thể về vùng dưới 86. Vậy thì ở vùng giá chứ 89.6 lên về vùng giá 86 thì nó mất khoảng gần hai giá, gần hai giá. Đấy. Thì anh chị có chấp nhận được thì anh chị có thể tham gia đối với những cổ phiếu này. Đấy, anh chị lưu ý nhá. Còn nếu như chúng ta muốn mua an toàn, rõ ràng là chúng ta cần phải chơi như thế này anh chị. An toàn hơn nữa thì rõ ràng là chúng ta cần phải chơi những cái giai đoạn như thế này. Đây, nó vượt những vùng giá này thì nó sẽ an toàn hơn. Nhưng mà từ đây đến đấy, từ giá 890 mà anh chị biết đấy, lên giá 94 chẳng hạn, thì rõ ràng là nó sẽ là cái việc nó khác nhau, đúng không ạ? Anh chị cần lưu ý cho mình, đó là cổ phiếu đầu tiên mình giới thiệu với anh chị. Cổ phiếu thứ hai đó là Đạt Phương anh chị. Đấy, xây dựng Đạt Phương. Cổ phiếu này thì quan điểm của mình thì những vùng giá này anh chị cũng có thể lấy rồi. Tuy nhiên thì những cái khả năng để thua lỗ mình xây dựng khi
Đưa ra những cổ phiếu mà để có thể nói là để hướng dẫn anh chị ở đấy thì anh chị cần lưu ý rằng là mình thì đưa ra cái cảnh báo thua lỗ trước này để anh chị chuẩn bị tinh thần trước. Nếu như mà anh chị chưa sẵn sàng cho việc cắt lỗ thì anh chị chưa vội đầu tư, và khi anh chị đã xuống tiền chấp nhận để đặt lệnh để mua một cổ phiếu thì anh chị nên đưa ra một cái kịch bản trước là nếu sẵn sàng cắt lỗ nếu có thể vi phạm, đúng không ạ? Vùng cắt lỗ có thể nó là về về những vùng này, nó có thể đạp về những vùng này nữa đấy, cổ phiếu này nó có thể về rủ về vùng giá 75 nữa anh chị nhá. Đấy, đó là cái kịch bản xấu thì chúng ta chấp nhận được thì chúng ta có thể lấy những cổ phiếu này vào vào đánh đánh ngắn thôi, đánh ngắn, bởi vì những cổ phiếu này bây giờ nó lên những vùng giá này nhỉ, nó lên những vùng giá này khả năng để nó cân bằng là rất cao đấy. Ngoài ra nó cũng có thể lên vùng giá này, vùng giá 85 nó cân bằng, tức là nhiều kịch bản này nó có thể xảy ra, anh chị lưu ý như vậy. Đó là cổ phiếu thứ hai. Cổ phiếu thứ ba nữa là anh chị lưu ý rằng là con rì, con rì thì nó sẽ hơi lâu hơn, hơi chậm hơn, nhưng mà chúng ta chờ chờ khi nào ạ? Bây giờ chúng ta chưa mua cổ phiếu này đâu anh chị ạ, phiên ngày mai ngày kia chúng ta chưa mua được. Chúng ta xem thử là có hai kịch bản anh chị nhé, nó có thể cân bằng ở vùng này được hay không á. Để cân bằng ở vùng này chị này, nó có thể cân bằng ở vùng này được hay không đấy, và khối lượng nhỏ ở đấy á đấy, và chúng ta lưu ý rằng là khối lượng dưới này phải kiệt xuống đấy, và sau đó có một những xác nhân là sau đây chúng ta sẽ tham gia được. Còn kịch bản thứ hai nữa là nó sẽ vượt vùng đỉnh này luôn, để vượt vùng đỉnh này, và sau đó nó quay lại test đỉnh, quay lại đỉnh, kiện test đỉnh thì chúng ta sẽ tham gia. Như vậy thì chúng ta sẽ có hai cái kịch bản để có thể tham gia đối với cổ phiếu này anh chị nhá. Còn giai đoạn này cổ phiếu này thì nó hơi lâu hơn, anh chị phải chờ lâu hơn, nhưng anh chị vẫn chuẩn bị những cái kịch bản chúng ta có thể tham gia. Rồi, đó là kịch bản còn gì tiếp theo là G36 anh chị. G36 anh chị thấy nhá, ở đấy chúng ta thấy rằng là xác định được như xu thế là ở đấy thì rõ ràng là cổ phiếu này cổ phiếu này thì mình đã phân tích rồi, bên mình cũng có rồi, có rồi, nhưng cổ phiếu này vẫn có thể mua được nếu như đạt cả yêu cầu như sau thì anh chị có thể tham gia được. Và lưu ý anh chị rằng là cổ phiếu này chúng ta đánh ngắn thôi, bởi vì vùng kháng cự của cổ phiếu đã rất dày, đó là chúng ta cũng không thể tham gia với một lượng tiền lớn. Thứ hai là chúng ta không ăn được nhiều, và chúng ta thấy rằng là những cổ phiếu này nó đã cân bằng những vùng này, nếu như nó đạt những cái mẫu hình thế này anh chị này, nó theo kiểu mà nó giảm mà theo kiểu vòng cung hướng lên thế này á, thì anh chị thì có thể tham gia phía sau này được anh chị nhá. Và một cái khả năng cảnh báo có khả năng thua lỗ xảy ra đó là có thể về vùng giá 20 anh chị đấy, nó có thể về vùng giá 20 hoặc là thấp hơn tí đấy, vùng này 20 cộng trừ này anh chị lưu ý nhá. Đấy, đó là có thể tham gia thì anh chị phải cân nhắc như vậy. Đó là G36. Tiếp theo là con quý của anh chị nhá. Đấy, con này thì những giai đoạn vừa rồi thì nó rủ bỏ rất là ghê. Nếu như anh chị mua sớm á thì phiên hôm nay anh chị cũng vẫn có thể lấy đầu phiên được, nhưng mà những cổ phiếu này thì quan điểm của mình thì mình chưa lấy phiên hôm nay. Và cổ phiếu này thì quan điểm của mình thì nó sẽ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất á là chúng ta chờ xem thử nó có vượt đỉnh hay không, nó là quay về vùng test vùng 84 xem thế nào, đó là một kịch bản. Kịch bản thứ hai nữa là phiên ngày mai, bắt đầu từ phiên ngày mai nó sẽ cân bằng rủ xuống đây tiếp đấy. Thế như hai kịch bản như vậy tức là số lượng phiên nó cũng đang còn khá nhiều. Tuy nhiên ở đây là mình đưa ra ở đấy á thì không phải để ngày mai ngày kia anh chị mua, mà mình đưa ra đấy là để anh chị tiền theo dõi, để có thể anh chị tham khảo, anh chị theo dõi để có thể là đạt với giá khối lượng từ những hai kịch bản này thì chúng ta thể tham gia được. Còn nếu nó lên luôn á, nếu nó lên luôn anh chị nhá, nếu nó lên luôn thì theo quan điểm của mình hơi khó, nếu như nó lên luôn thì nó phải quay lại tẹt đấy. Và kịch bản này mình không đưa ra vì sao, bởi vì khả năng này là xác suất rất thấp, cho nên mình không đưa ra, đặc biệt là trong một bối cảnh là thị trường chúng hiện nay cũng có quan điểm của mình thì cũng đang thiên về chiều bán là nó nhiều, do đó nó khá khó để anh chị giao dịch. Đó là review anh chị hiểu nhá. Tiếp theo nữa là con Phú Tài. Phú Tài thì mình đã làm video, mình đã phân tích cho anh chị rồi, mình đã lấy từ từ những giai đoạn này mình đã hố đây này, tất nhiên hố từ những giai đoạn nó rủ một tí đấy, và nhiều đến đấy nhiều nhà đầu tư mình hố tiếp lấy tiếp. Hiện nay những cổ phiếu này mình có lãi khá nhiều, nhưng mà cổ phiếu này vẫn có thể tham gia được. Được thì thế nào, không phải là phiên ngày cả mai ngày kia đó anh chị ạ. Nếu như cổ phiếu này gì ạ mà nó có thể chứ quay lại thế này này đó, và nó cân bằng ở đấy á, thì chúng ta sẽ tham gia nhịp số 2, chúng ta sẽ tham gia đây được. Tức là anh chị đã mình thì vì bây giờ lại mười mấy phần trăm thôi thì mình có vị thế ngon, mình ok rồi, thì đó là mình sẽ vẫn tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu này thôi. Còn lượt thì những cổ phiếu này mình không lượt đấy, những cổ phiếu này thì mình không lượt anh chị lưu ý ạ.
Còn nếu như anh chị chưa có thì anh chị phải chơi những cái kịch bản anh chị tham gia được. Còn đấy là cổ phiếu và những giai đoạn mình cũng có phân tích rồi, đúng không? Rồi. Tiếp theo là LC. Đấy. LC thì bán phiên hôm qua, bên mình thì bán phiên hôm qua cơ cấu sang PVS. Đấy, dầu khí, kỹ thuật dầu khí anh chị ạ. Đấy. Và nếu như hôm nay giai đoạn nó về những vùng này khối lượng hơi lớn. Đó là khả năng để có nên những kịch bản nó có thể xảy ra, nó cũng có thể về vùng này. Có thể về vùng này nữa anh chị ạ. Do đó là chúng ta nếu như anh chị mua thì rõ ràng bán là phải bán phiên hôm qua. Còn nếu như hôm nay rồi thì rõ ràng là nó tùy vào vị thế anh chị mua thôi. Còn cổ phiếu này thì mình vẫn đánh giá là khá ok. Tuy nhiên thì anh chị lưu ý rằng là những cái giai đoạn ở đây thì ở đây chúng ta thấy là vượt vùng này là xác định xu thế khối lượng lớn nhưng mà áp lực nó lại đóng dạng hơi thấp. Do đó là bên mình thì bán hôm qua cơ cấu thắng dòng dầu khí. Nhưng mà những cổ phiếu này bây giờ anh chị nếu như mà để tham gia được thì chúng ta phải chờ xem được là khối lượng này nó kiệt xuống hay không được. Nếu như khối lượng đã kiệt xuống thì chúng ta phải chờ đợi thêm anh chị nhé. Rồi. Dòng dệt máy anh chị, mình nói với anh chị dòng dệt máy một tí. VGT anh chị để ý rồi này. VGT anh chị để ý rồi nhá. Đấy. Vượt đỉnh không thanh này, rù này, rù đất ghê anh chị này. Kéo lên này, rù này. Đấy, nhưng cái giai đoạn này là gì? Có tiền này, đúng không? Có tiền này. Đấy. Và những cái khối lượng giảm 6 phiên này chúng ta thấy là khối lượng nhỏ hơn này. Phiên giảm như hôm qua hôm nay chúng ta thấy là khối lượng nhỏ hơn này. Đấy. Và cổ phiếu này nếu như nó rù xuống một tí nữa. Đấy. Nó nhiều kịch bản anh chị, do đó bấy nếu nó đưa ra kịch bản nó rù xuống một tí nữa. Đấy, nó quay lên một tí. Đấy, nó cân bằng. Đấy thì đấy là cơ hội chúng ta. Đó là một kịch bản anh chị nhá. Một kịch bản thứ hai nữa là nó đi ngang ở vùng này anh chị này, đi ngang ở vùng này luôn. Đấy. Và mình thì mình vẫn thiên về cái kịch bản là cổ phiếu này nó sẽ rủ xuống một tí nữa và lên một tí sau đó cân bằng ở đây, khả năng là rất cao. Và khi nó cân bằng ở đây thì anh chị nếu mua ở vùng này thì anh chị sẽ được cái giá tốt. Tuy nhiên khi thị trường chúng mà xấu thì anh chị sẽ gặp một cái rủi ro, đó là nó có thể vết tét về vùng đáy này nữa. Đấy, tét về vùng đáy này. Đấy thì chúng ta sẽ thua lỗ ở khoảng 5-6% như đó. Đấy. Còn nếu như vùng giá này thì theo quan sát của mình thì chúng ta chưa vội lấy cổ phiếu này anh chị nhá. Chúng ta phải xem thêm một số phiên xem thế nào. Tất nhiên ở đấy mình làm YouTube thì làm trên làm cộng đồng, do đó là nó hơi khó cho anh chị. Nếu như anh chị mà đặc biệt anh chị mới mà thấy giỏi video để mua được cái giá tốt và nó an toàn thì nó khá khó cho anh chị, được chưa? Tiếp theo là TNG với anh chị nhá. TNG anh chị nhá, một lần vượt đỉnh không thanh này, rủ này, kéo lên này, kéo lên khối lượng rất ok này, vượt đỉnh này. Đấy, phiên này chắc chắn là nhiều nhà đầu tư đủ này, đúng không? Và nó kéo xuống này, rủ xuống này. Và chúng ta thấy những giai đoạn phía sau này là khối lượng có kiệt hơn. Đấy. Thì khả năng để những cổ phiếu này á, quan điểm của mình thì chúng ta lấy vùng giá này được, nhưng mà anh chị phải chấp nhận một khoản thua lỗ. Nếu như anh chị mà mua thì khả năng để về những vùng giá này cũng rất cao. Đấy, anh chị lưu ý nhá. Đó là cân nhắc trong việc là chấp nhận một cái thua lỗ này, rủi ro này có thể xảy ra thì anh chị chấp nhận được thì anh chị cánh lấy vùng này. Đấy, vùng này. Đấy, còn nếu không á thì anh chị phải chờ thế nào? Chờ nó kéo lên đây. Lên 34 35. Nó cân bằng vùng thôi anh chị, sau đó nó xác định một cái này thì chúng ta sẽ mua đây. Thì đó là nó phụ thuộc vào những kịch bản, có rất nhiều kịch bản nó có thể xảy ra. Đấy, thì những cái cổ phiếu này mình quan sát mình thấy ok thì mình đưa ra đây thôi. Còn để mua chuẩn thì đó là nó phụ thuộc rất nhiều vào những cái kỹ năng, những cái kiến thức, cái tư duy của anh chị nữa. Phụ thuộc vào kiến thức anh chị, đặc biệt là những kinh nghiệm mà anh chị tham gia trên thị trường, nó rất là khó, đúng không ạ? GIL thì lúc này còn view này, lúc này mình giới thiệu anh chị rồi, mình không nói lại nữa. Đó là về dòng dệt máy anh chị, là có những con như vậy. Còn cả cổ phiếu khác, mình là ví dụ như trên các nhóm thì mình thấy có hô hào nhiều, nhưng mình thì mình có một quan điểm nó cũng không giống lắm này. Những cổ phiếu như BCG chẳng hạn, anh chị thấy rằng là bốn khối lượng rất lớn ở vùng đỉnh đấy này. Đấy. Anh chị xem YouTube, nếu như anh chị theo đầu tư thì cũng có rất nhiều kênh để anh chị tham khảo. Nhưng mà anh chị lưu ý rằng là kênh và tư vấn cái việc đầu tư thì rõ ràng là khuyến nghị đầu tư rõ ràng nó muốn hình muốn vẽ. Đấy, cũng không phải ai như ai. Và anh chị cũng biết rồi, khả năng đầu tư chúng ta thì rõ ràng là trình độ chúng ta mỗi người mỗi khác và kinh nghiệm chúng ta mỗi người mỗi khác, đúng không ạ? Còn những cổ phiếu này thì những giai đoạn này thì quan điểm của mình thôi anh chị nhé, nó có thể kéo lên. Nhưng mà quan điểm của mình thì những cổ phiếu này, những giai đoạn này chúng ta bán nhưng không phải mua ở đây. Đấy. Vì sao mình đưa ra cổ phiếu này ở đấy thì anh chị cũng thông cảm là sáng nay khách hàng của mình có hỏi là có mua cổ phiếu BCG hay không. Đấy, cổ phiếu này là liên quan đến là
đội ngũ ban lãnh đạo trẻ năng động nhiệt tình, rồi là có giỏi, rồi là nhiều cái hệ sinh phát triển, hệ sinh thái rất tốt. Nhưng mà cổ phiếu này đấy là giai đoạn bán chứ không phải mua anh chị. Nếu nó có lên, nó lên không nhiều được được nhiều được. Thì còn câu chuyện vì sao thì nó rất nhiều, rất nhiều câu chuyện để chúng ta nói. Rất nhiều câu chuyện. Đấy, rất nhiều câu chuyện phân tích cổ phiếu này là mình nói với anh chị là để mình giải thích cho anh chị, thì rõ ràng nó mất khoảng tầm khoảng 15 phút. Đấy. Anh chị nhìn đây anh chị thấy này. Đấy, ở đây là gọi là gì, mình trong một video mình đã phân tích cho mình không nói này, có 3 phiên liên tục chứ không phải 2 phiên. Thứ hai là những giai đoạn này rất lỏng lẻo này. Thứ ba nữa là chúng ta thấy rằng là khối lượng ở đây rất là lớn này. Đấy. Và ở đấy từ cổ phiếu từ vùng giá mà từ vùng vài 10.000 mà lên mấy 27.000. Đấy, hơn gấp đôi, gấp ba, và chúng ta thấy rằng là dao động thế này và khối lượng lớn thế này thì đó anh chị cần phải cảnh giác. Đấy. Tất nhiên thì ở đấy có ta không nói đúng sai, nhưng mà liên quan đến câu chuyện là khách hàng của mình sáng nay có hỏi, không biết xem ở đâu thì có hỏi thì mình có đưa ra một cái trao đổi đây anh chị thấy. Rồi cổ phiếu tiếp theo nữa là anh chị thấy rằng là NS Đường Quảng Ngãi anh chị nhé. Cổ phiếu này thì anh chị có thể quan tâm theo dõi được. Thứ nhất á, là anh chị thấy rằng là những giai đoạn rũ bỏ đấy là khối lượng nó giảm dần. Thứ hai nữa là có những giai đoạn phiên tăng nó khối lượng lớn và những phiên giảm khối lượng nhỏ ở đây. Tất nhiên cái cổ phiếu này anh chị lưu ý rằng cho mình rằng á, là cổ phiếu này thì nó có cái thông tin đó là gì? Vì sao Đường Quảng Ngãi đưa ra một cái mức lợi nhuận quý 2 là hạn chế vân vân, tức là nó có tin xấu chứ nó có tin không tốt. Nhưng mà cái việc đầu tư mà anh chị chỉ theo thông tin đó, thì rõ ràng là rất là rủi ro, anh chị cần lưu ý những điểm như vậy. Còn cổ phiếu này chúng ta thấy là những giai đoạn giảm nó khối lượng rất nhỏ gì nhá, còn những phiên tăng nó khối lượng rất lớn nhá. Đấy. Không phải rất lớn mà là lớn hơn phiên giảm. Gần như vậy. Thì cổ phiếu này anh chị theo dõi được. Còn vùng giá để anh chị mua thì nó rất là khó. Nó khó là thế này anh chị này. Bởi vì nó rất nhiều kịch bản anh chị ạ. Nó có thể là thị trường chung mới xấu nữa, nó có thể rủ tẹt về. Đấy. Thế nếu như mình hôm nay mua vùng giá 48 thì nó khó anh chị, bởi vì nó có thể tẹt về vùng này chẳng hạn. Thì tẹt về vùng này nó cân bằng thì nó mới lên được, thì nó bây không phải là điểm mua ở đấy nữa, mà là điểm mua bây giờ nó sẽ di chuyển sang đấy. Đúng không? Di chuyển sang đấy. Thì nó lại khó cho anh chị. Đấy, 47 chẳng hạn, thì nó khó. Rồi là một kịch bản nữa là nó thế nhá, nó có thể là cân bằng ở vùng 48 này. Đấy, cân bằng ở đấy một số phiên và chúng ta thấy đang khối lượng nó nhỏ và sau đó nó có một cái phiên xác nhận nữa. Đấy, thì cái điểm mua không phải là ở giá 47 mà là điểm mua ở giá 48. Rồi có một kịch bản nữa là sao ạ? Phiên ngày mai nó tăng luôn. Đấy, phiên ngày mai nó tăng luôn thì đó cũng là một điểm mua sớm đúng không ạ? À, xin lỗi, là một điểm mua sớm đấy, để điểm mua sớm. Rồi là nó vượt cái vùng giá 50. À, mình nói với anh chị rằng là phân tích một cổ phiếu nó khó không dễ đâu, chứ không phải làm một video khoảng 30 phút mà phân tích khoảng 40-50 cổ phiếu là quan điểm của mình là nó không đúng đó gì. À, nói như vậy là gọi là cưỡi ngựa và không phải cưỡi ngựa xem hoa nữa, mà là gì? Gọi là đi máy bay xem hoa thôi. Đấy, nó có thể lên thế này anh chị này, nó có thể lên vùng này nó cân bằng. Đấy, lên thế này cân bằng. Rồi nó có kịch bản nữa anh chị ạ, rất nhiều. Đấy, nó lên mạnh lên luôn. Lên mạnh lên nó quay lại nó tẹt. Đấy, do đó là chúng ta phải không đoán được sự vận động của nó đâu, chúng ta phải xây dựng cả kịch bản và nó đi theo xu hướng nào thì chúng ta tiến đoán được cái xu thế của nó để chúng ta tham gia. Đấy, chị lưu ý nhé, đấy là cổ phiếu mà thông tin xấu nó cũng nhiều, nhưng mà anh chị lưu ý rằng là mình thì mình vẫn đánh giá ok. Đấy, đó là về cổ phiếu Đường Quảng Ngãi anh chị nhá. À, thì còn ngoài ra cả cổ phiếu liên quan bất động sản khác thì anh chị lưu ý, chúng ta lướt qua các dòng một tí anh chị ạ, để chúng ta có góc nhìn. À, đầu tiên là dòng thép thì chúng ta thấy rằng Hoa Sen hôm nay bị khối ngoại bán khá nhiều. Nhưng mà nói chung á, thì cái vùng giá mà mẹ vùng giá 38 này thì mình thấy nó vẫn cân bằng được. Đấy. Nếu như thị trường chúng nó xấu nữa thì nó có thể quay về tẹt một tí ở vùng giá mấy ạ, vùng giá 3 36 này, 35 này. 36 chấm mấy đấy anh chị nhé, mình 36.5 này anh chị nhé, để nó có thể tẹt với hôm nay nó lên thế này nữa. Đấy. Còn cái cách để chúng ta mua được cổ phiếu Hoa Sen thì mình đã làm video rồi, mình không nói được. Đấy. Tất nhiên cái vùng giá ở đấy thì chúng ta thấy là khối lượng vùng này khá nhiều, đấy là một cái nội dung chúng ta cần hết sức lưu ý. À, ví dụ Nam Kim như chúng ta thấy đó, khả năng này phiên hôm qua là một phiên mua sớm. Đấy. Bên mình thì cuối phiên ATC hôm qua mình vẫn cho lấy một ít Nam Kim. Đấy, lấy một ít Nam Kim anh chị ạ. Khi nó kéo lên nó đạp xuống thế này, nó kéo lên thì chúng ta vẫn lấy được một ít. Đấy, còn nếu như nó lên ở vùng này nó cân bằng còn rất cao. À, chúng ta lỗ một ít thì không sao đâu, chứ không phải là cứ mua nghĩ là T3 T4 về là phải có lãi ăn ngay, thì nó rất khó. Chúng ta có nhiều lúc chúng ta phải cắt lỗ nữa là khác đúng không ạ? Đấy, và chúng ta thấy rằng là nó cân bằng ở vùng này khá cao. Đấy, nó cân bằng ở vùng này thì chúng ta lại có một cơ hội, một điểm mua. Đó đấy chứ, nó điểm mua ở đây. Đấy anh chị này.
Phiên hôm qua anh chị không mua được á, thì đó anh chị phải chờ. Tức là phiên hôm qua thì cổ phiếu Nam Kim thì nó đã rơi vào điểm mua thứ nhất, và cái video thứ bảy vừa rồi mình có nói rồi, đúng chưa? Anh chị mà chưa theo dõi video đó thì anh chị xem lại video đó mình đã đưa ra lên kênh của mình rồi. Đấy, tức là hướng dẫn dòng mua trong thẻ. Rồi là Hòa Phát, trong bài chị Hòa Phát nó cân bằng đây, ok này, được chưa? Ok, đúng không ạ? Và khối lượng ở đây chúng ta thấy là nhỏ. Đấy. Và một kịch bản mà cổ phiếu này nếu như thị trường xuống sâu nhất nữa thì nó có thể về vùng giá 46 một tí thôi. Đây, vùng 6 này nó cân bằng ở đấy, sau đó nó lên. Đấy, thì đó là điểm mua thứ nhất, được chưa? Điểm mua thứ nhất. Rồi ngoài ra nó có thể lên vùng giá 48 nó cân bằng, thì đó là điểm mua thứ hai. Đấy, rất là nhiều kịch bản và video của tôi mình đã làm rồi. Đấy, anh chị lưu ý nhá. Trong thẻ mình phân tích như vậy thôi. Để anh chị thấy. Còn này, ngành liên quan đến cái cổ phiếu, cái nhóm ngành mà mình để ý nhất hiện nay đó là nhóm ngành dầu khí anh chị. Vì sao như vậy thì mình nói với anh chị thế này. Thứ nhất là anh chị thấy rằng là những cái giai đoạn mà thị trường cổ phiếu kéo lên thế này với khối lượng lớn thế này thì chúng ta phải khẳng định với nhau là ai kéo. Đúng không ạ? Rất dễ hiểu, ai kéo. Thì ai kéo nhỏ lẻ có phố mua thì những cái giai đoạn đấy, những cái đoạn mà giống như râu râu như râu người châu Âu thế này đó là kéo xả thế này, chúng ta thấy rằng là khối lượng dao động thế này mình đã nói rồi, những giai đoạn mình phân tích mình không nói nữa. Và chúng ta thấy rằng là lên những vùng này và chúng ta thấy rằng là những cái giai đoạn kéo này phải là tổ chức kéo, không phải ai kéo được. Và sau quá trình kéo lên thì nó có quá trình dồi ngược lại gì nhá. Anh chị mà đọc sách của Mark thì anh chị thấy khi cổ phiếu đã tăng lên một giai đoạn tương khoảng 25 đến 30% thì nó có quá trình dồi ngược lại. Đấy gọi là quá trình dồi ngược lại. Và cổ phiếu đã cân bằng ở đây. Thì một cái phiên mua sớm nhất là phiên mua hôm qua. Đấy, phiên mua hôm qua. Đấy, hôm qua mình có mua. Nhớ mình thì mình vẫn mua hơi cao, bây giờ là nó đóng cửa 35.2 thì mình lỗ nhiều lỗ nhẹ đó anh chị ạ, 1,7% mình vẫn lỗ cổ phiếu này thôi. Nhưng mà nó bình thường thôi, đúng không ạ? Về nó quay lại đây, bởi vì hôm qua nó thứ nhất là nó vậy tăng nhưng mà khối lượng, vì sao hôm qua mình mua? Thì anh chị thấy ra là cổ phiếu này là lúc 9:30 là khối lượng là hơn 3 triệu cổ. Hơn 3 triệu cổ. Nhưng mà sau đó do cái áp lực từ dòng dầu, đặc biệt là BHR gas là không duy trì được cái đà tích cực, dẫn đến là cái tâm lý của chừng lại cổ phiếu. Còn nếu không nó cổ phiếu này là nó đạt nên tích lũy ở vùng 37 đấy này. Đúng không ạ? Dẫn đến là hôm nay bị bán ngược cuối phiên, mất khối lượng bé tí anh chị này. Khối lượng bé anh chị thấy không? Đấy, đóng cửa thấp nhất phiên giảm nhưng mà khối lượng bé tí thế này không có vấn đề. Và những khả năng để cổ phiếu này cân bằng ở những vùng này là rất cao. Đấy, cân bằng tiếp, đúng không ạ? Nhưng mà mình thì mình vẫn giữ quan điểm là cổ phiếu này nó sẽ lên. Vấn đề là anh chị có mua hay không? Còn trong bối cảnh là chúng ta đưa ra một kịch bản là thị trường chúng xấu quá, nó có thể về vùng này một tí, đấy nó lên đấy, nó cân bằng tiếp. Đấy, rất nhiều kịch bản để cổ phiếu có thể vận động được, là nó có rất nhiều kịch bản anh chị nhá. Đấy, do đó là anh chị nào có lấy từ phiên hôm qua chẳng hạn thì nó có lỗ nhẹ một tí thì anh chị vẫn cứ yên tâm được, những cổ phiếu này không sao hết. Đấy. Còn cổ phiếu thứ hai là PVD cũng vậy. Đấy. Hôm qua nó tăng nhưng đóng cửa thấp nhất phiên, nó khối lượng do khối lượng yếu thì khả năng nó tẹt lại thôi. Tăng cái khối lượng nhỏ, những cái giai đoạn tăng khối lượng nhỏ đấy anh chị thấy rằng là gì? Nó phục hồi khối lượng nhỏ thì nó có xu hướng tẹt lại. Đấy. Còn những vùng giá này thì anh chị muốn khỏi chơi lâu thì anh chị phải chơi thêm thôi. Anh chị khoán dài ngân, anh chị có thể chơi là xem cân bằng được hay không. Và ngoài ra nó cũng có thể một cái kịch bản nữa chứ, nó có thể tẹt với hôm nay nữa. Đấy, nó cân bằng nó lên. Đấy, rất nhiều kịch bản đúng không ạ? Và những cái cân bằng ở đấy thì chúng ta sẽ tham gia phiên xác nhận ở vùng nền này anh chị này. Còn nếu như nó rủ xuống đấy, nó tẹt xuống đấy và nó cân bằng, chúng ta sẽ tham gia vùng nền này ở phiên xác nhận. Đấy. Và khối lượng những giai đoạn cân bằng anh chị yêu cầu là phải nhỏ anh chị nhé, khối lượng lớn nó không tham gia được đâu. Đấy, BHR vậy anh chị nhé, BHR chúng ta thấy ra nhá, là những cái giai đoạn phục hồi với khối lượng nhỏ đấy thì nó quá xu thế tẹt lại. Đấy, và tẹt lại đấy là cơ hội những anh chị chưa có hàng. Đấy. Ngoài ra một số cổ phiếu khác nữa là chúng ta cũng có thể lướt qua một tí, đó là cả cổ phiếu bất động sản. Đấy. DG chúng ta thấy là DG thì những cổ phiếu này nó phân tích nó hơi khá khó. Đấy, những cổ phiếu này nó có tính có cả đôi nhóm họ đấy, do đó là mình thì mình không tham gia, bởi vì có thể ngón ở đấy đối với anh chị mua ở đấy phiên hôm qua hôm nay 18 tháng 3 hôm nay hàng về vẫn còn lại rất ok, nhưng mà hầu hết là không ai mua ở đấy đâu. Thứ nhất là vì đấy, cái nền tích lũy đấy nó quá ngắn, thứ hai là lỏng lẻo, và thứ ba nữa là khối lượng ở vùng này rất lớn. Đấy, do đó mình thì mình không phân tích, thì mình quan điểm của mình với những cổ phiếu nào mình không phân tích được thì mình sẽ không tham gia. Đấy, đó là quan điểm anh chị lưu ý nhá, là bất động sản. Còn đấy cơ, còn KBC, cái video hôm cuối tuần hôm thứ thứ hai đầu tuần mình có nói anh chị thấy rằng là những cổ phiếu mà có thể tham gia là KBC, là lấy phiên hôm qua anh chị này.
Đấy. Và trong dòng bất động sản thì mình thấy là nếu như mà tham gia được thì chúng ta thấy rằng là cái video đó mình có làm, thì mình nói rằng là bất động sản vào sóng mình có làm tiêu đề đó, anh chị thấy rằng là mình chỉ khuyến nghị được mỗi con KBC thôi, gần như là không có cổ phiếu nào nữa đấy, bởi vì không có điểm mua đấy, anh chị lưu ý. Và những cổ phiếu đã lên thế này bây giờ khuyến nghị anh chị mua đến ngọn cây thế này thì mình không bao giờ làm đấy, bởi vì đặc biệt như Hà Đô chẳng hạn, hôm nay là một phiên như chúng ta thấy rằng là xuất hiện cái đường ráy xe lửa đây này, đường ráy xe lửa này đấy anh chị ạ. Đấy, vậy thì xuất hiện đường ráy xe lửa đó thì nó là gì? Ở đường ráy xe lửa thì trong cái trên kênh của mình có nói rồi đấy, đường ráy xe lửa, sau đường ráy xe lửa thì cổ phiếu thường kéo lên một số phiên nữa, kéo lên một số phiên sau đó nó sẽ giảm rất nhiều anh chị, nó sẽ giảm rất nhiều anh chị nhá. Đấy, do đó anh chị cần lưu ý đừng có tham gia những cổ phiếu này nữa, không tham gia đối với những cổ phiếu trên ngọn cây này đâu. Tất nhiên mà anh chị có thông tin về cái này cái kia thì anh chị lưu ý không tham gia những cổ phiếu này nữa. Đó là HADU. Rồi là ví dụ đất xanh như vậy này. Đấy, đất xanh thì chúng ta thấy là hôm nay nó lập gạp phiên hôm qua. Rồi những giai đoạn này thì tất nhiên cái quỹ đất của đất xanh khủng khiếp thế nào thì chúng ta chưa thấy, chúng ta không biết được, mình không biết đấy, mình không tìm hiểu anh chị ạ. Đấy, mình nói thật với anh chị như vậy. Nhưng mà những giai đoạn giảm với khối lượng lớn thế này và những cái giai đoạn kéo lên với búng khối lượng, những giai đoạn ở vùng đỉnh này này, chúng ta thấy ra không nhỉ? Những giai đoạn này nếu như anh chị có thế, đấy là quan điểm của mình anh chị nhé, anh chị có thì chúng ta nên chốt thôi, chứ còn tham gia những vùng này là rất nguy hiểm. Mình biết nhiều nhà đầu tư vẫn tham gia vào những giai đoạn này, anh chị lưu ý. Cổ phiếu tiếp theo là Novaland thì mình nói rồi, chúng ta chờ xem thử vùng giá 85 là cân bằng thế nào, nhưng mà nó khối lượng thế này anh chị xem đi. Hai phiên chúng ta thấy rằng là phiên phiên hôm nay, đặc biệt phiên hôm nay là khối lượng lớn nhất đấy, đó là chúng ta cần phải chờ đợi thôi, chưa tham gia vùi những giai đoạn này. Rồi rồi ngành tiếp theo nữa là ngành thủy sản anh chị, chúng ta lượt qua một tỷ rồi Vĩnh Hoàn đấy. Đấy, nó kéo lên như thế này, nhưng cổ phiếu này bây giờ anh chị có cầm thôi, còn đú vào những trái đoạn trên này là không có gì nhé, không đâu. Đó là FCM vậy đấy, FCM thì nếu như anh chị có vẫn cầm được, còn nếu như đú đến những vùng này là anh chị không không đú, không đú nữa. Nói chung là những cổ phiếu mà nó đã lên cào cáo là không không đú. DGC anh chị thấy này, một phiên hai phiên ba phiên thì ba phiên tăng vậy ạ, tăng dừng đứng thế này anh chị hiểu thế nào rồi đúng không ạ? Nó cũng khá giống với những giai đoạn này anh chị nhé. Đấy, nó khá giống với giai đoạn này, nó có thể kéo lên nữa nhưng mà kéo lên đến đâu thì không biết, nhưng mà nó cũng khá giống với những giai đoạn này, khá giống với giai đoạn này. Còn cái đoạn tiếp tháo phía sau nó cân bằng hay là rủ xuống thì mình chưa nói, mình chưa biết, và mình bây giờ chưa đủ dữ liệu chúng ta phân tích. Nhưng mà đấy là một cái mà đấy quan điểm của mình thôi anh chị, anh chị xem tham khảo được thì anh chị tham khảo thôi. Chúng ta thấy ra những giai đoạn anh chị lưu ý cho mình đấy, chứ còn đấy những giai đoạn này chúng ta cũng không phố mô đúa vào đâu đấy. Rồi CSV, ngoài đến CSV thì bên mình vẫn có mái hàng V, cái mái hàng V. Nhưng mà những cổ phiếu này chúng ta thấy rằng là khi gặp những vùng ở chưa chạy được rút của DGC đó, những cái giai đoạn mình lấy ví dụ thôi, nhưng mà những cổ phiếu này nó lên hàng V là phải bán thôi đấy, hàng V là bán ra, còn nó lên bao nhiêu nữa chúng ta sẽ tính sau đấy. Đó là về dòng hóa chất chúng ta liên quan như vậy. Tiếp theo nữa là ở dòng phân bón anh chị nhé. Đấy, anh chị cũng thấy này. Nhiều nhà đầu tư vẫn có thể là mua bán ở những giai đoạn này, nhưng mà quan điểm của mình đi, nếu như hôm nay nếu như anh chị còn hàng thì anh chị có cầm thôi, còn mình thì những giai đoạn này thì mình sẽ không khuyến nghị khách hàng, đặc biệt là những cổ phiếu đã tăng ấy, đã rất nhiều lần. Tất nhiên giai đoạn vừa rồi anh chị biết rằng là thông tin liên quan đến thông tin tụt rất nhiều, thông tin tụt rất nhiều liên quan đến cả cổ phiếu dòng phân bón, và đó cũng là một cái thông tin, đó cũng là những người thông tin thực. Nhưng mà khi giá cổ phiếu đã từ giá 20.000 mà lên rồi mấy 70.000, gấp 4 lần, thì anh chị cần phải cẩn giác trong những cái giai đoạn này. Thì đó là những cái quan điểm phân tích của mình. Hy vọng rằng những cái phân tích nhận định của mình sẽ là góp những cái thông tin, góp những cái kiến thức chia sẻ cho các anh chị. Hy vọng rằng anh chị có thể được tham gia và anh chị hiểu được cái cách phân tích của mình, thì anh chị có thể trang bị thêm một cái phần kiến thức. Hy vọng như vậy anh chị. Và chúc anh chị luôn thành công trong quá trình đầu tư. Video mình xin phép dừng tại đây. Chúc anh chị vui vẻ, hạnh phúc, an lành. Hẹn anh chị trong những video lần sau. Xin chào anh chị nhé.